Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay cả nhà mình tổ chức đi Vũng Tàu chơi. Giờ mới có 4 giờ sáng thôi à. Rồi, lên xe. Lên xe đi con. Thành phố không? Bữa nay bây giờ chạy đi Vũng Tàu, bữa nay ở trong thành phố Bà Rịa. Bữa nay là mình ăn bà dưới hay chơi đi à? Ăn ở đây. Quán nào đúng? Anh bảo quán lừa quán sai quán đúng. Đây cái hôm trước ăn cái quán này thì nó bảo là quán cũ, kìa quán cũ đời lên nhỉ? Đó. Thôi tôi ăn quán trong đi. Quán cú giờ lên kìa, nó ghi ở trên biển kìa, quán cú giờ lên hôm trước ăn lần rồi. Là còn bên dưới này cũng có một quán nữa. Nhưng quán nào mà... ăn đi nhiều rồi. Ừ. Đi đó nhưng mà là đấy, cái con này cứ giao cho tài xế là tài xế quán nào lo. Quán nào cũng con này con đấy là mèo như thế cái chữ Pháp đấy phải không? Bill Walk. Không đọc con này. Bắt thì góc lần vào đây đúng không? Ở đây cho nó rộng rãi thoải mái, ăn nó không giống nhau cả mà chị với em mà dòng họ nó không à. Không, chị em tìm ngày xưa là nó cái quán kia nó ở cái quán này, nhưng mà làm ăn được cái quán này nó thuê đất nó đuổi nên nó mới lên kia nó thuê, còn quán này thì chơi bài đó chơi. Rồi bây giờ tới thành phố Bà Rịa rồi cả nhà ơi, giờ là sẽ vô ăn bánh canh Long Hương nha. Đấy, chơi bộ đồ này bánh tráng nha. Đấy, đắp hai bên xong rồi. Đấy, rồi. Vô cả 20 ngàn ạ. 20 ngàn với mình được dữ rồi. Ơi mình đang đi, mình đang lo ra mình chạy giá được. Đi ăn thì chút là giải con. Nó không quên. Nó không quên vụ xuống nước rồi. Quán này rất là đông luôn nha. Đây tô bánh canh này. Ủa cái này mọc là cái này á hả? Em nước mọc mà nấm á. Cái này là mọc là không có gì á hả? Cái này giống như chả cá vậy hả? Đây thì mọi người bên kia cũng đang dùng bánh canh mọc. Cái này đây có gì kìa, chỉ có chả cá thôi à. Đi chanh vô. Cái này bỏ vô. Ê, anh bỏ cho mẹ mày. Ít nhiều chứ. Rau nữa. Giá này phải trồng đúng không? Không kêu được trồng. Giá phải trụng sơ ha. Salad. Gắp tay thấy không được. Rồi được rồi. Rồi xin mời các bạn nha. Bánh canh mọc. Quán rất là đông luôn. Thử miếng cái này không? Ngon ha.
Ngon ạ, ngon ngon, bánh trưng ngon. Mà làm gì? Nó chấm à? Bánh nem đi. Không, cái nước lèm ngon thiệt. Nước lèm ngon lắm. Ngon, mẹ mới thử á. Gì đó, ăn gì thêm. Thôi, được rồi, em được rồi. Rồi, thử đi. Chiếc chiếc. Không, nước lèo ngon thiệt. Nổi tiếng rồi. Ra mày bây giờ mày cắt cái thịt ra mà để nguyên cái giò vô. Vậy vẽ hình con lợn còn ghê hơn. Em gửi ngay cho tao hình con lợn là ai đến cái cục thịt lên mẹ vẽ sao rồi cứ thấy vậy là được. Mẹ cháu mẹ nghĩ sao à? Kha mà Kha thì gánh ra con lợn, còn Bông Phong thì nói là chẳng ăn sạch tô, ăn cái thịt. Cô bác chả cục. Đây tới rồi này, nhưng mà thích tắm bãi nào thì bãi nào cái kỳ tới rồi đó. Đây là bãi chạy vòng vòng lên, nó nhiều cửa vào lắm. Rồi tới rồi. Cái gì cây cối tới này đừng có ai xuống mà tắm chống nắng nắng lắm. Con lành mát mẻ đó. Sống đã quá. Trời, đây chúng bán súng nhất kìa. Ủa, giờ này cũng có người tắm nữa hả? Tắm sớm làm gì đây không có lạ nhờ, chứ đường sao giờ này tắm chắc chết quá. Nhưng mà lại là tắm là lại mấy cái chỗ có sóng nè, mấy chỗ không sóng được lại à. Ví dụ để xa bờ. Ôi, cởi đồ nhanh cởi đồ. Rồi chưa? Rồi. Đây mẹ ơi, lấy cái phao của mẹ ơi. Cái này đổi cái phao. Ừ, có vậy. Đi xuống đây, chỗ anh kia mấy đứa nhỏ đem theo phao nè, súng nữa nè. Bỏ vậy ra đi không? Không có điện thoại nữa. Bỏ vô ba lô. Ba ơi, con anh dép gì con anh. Bỏ vô đi coi. Dép khoảng ba lô luôn. Dài đầu chơi xe luôn. Bỏ đi xe luôn. Rồi tiền bạc chơi đồ các thứ để trên xe hết đi nha. Mới để dưới đó. Bỏ vô khóa lại. Bỏ lại. Bên cửa nóng xuống dưới này đồ. Không phải thay đồ đâu mà. Thôi tự quần áo lên đi chứ. Thôi tao đi xong rồi đó. Hồi nữa lên lấy đồ đi. Lấy cái giỏ, em bỏ đi giỏ đồ dưới này đi. Đây anh lấy giỏ đồ để lấy đồ mình đi. Lấy đi. Mày ghét vô đi. Không, đâu chứ. Thôi, biển kìa, đã chưa? Biển đây đẹp quá các bạn ơi. Wow, bây giờ mới có 7 giờ mấy sáng là quá trời người luôn kìa, đông lắm. Phía là xa kia quá trời đông luôn. Hôm nay là chủ nhật nên là thấy là khách rất là đông. Mới sáng mà nắng quá trời luôn. Hai đứa nhỏ chơi bắn xuống nước kìa. Chỗ này ít người, đằng kia đông quá trời kìa. Kia đông lắm. Con đen kìa. Con cắt mặt. Đã không? Trời luôn kìa.
đây nó có cái con gì nè, con hến, vỏ hến. Bên kia rất là đông luôn á. Đây thì giang hơi vắng. Con lấy đâu ra cái phao ở đâu? Mua. Mua hả? Ngồi xuống đi, ngồi xuống tắm đi. Bơi ra ngoài luôn. Bơi ra ngoài luôn. Bơi ra ngoài luôn con, bơi ra ngoài luôn. Con bơi ra ngoài luôn. Đi ra ngoài, ngoài kìa. Bơi lại đây. Nhát quá à. Ê, nước vô cái máy quay. Biển rất đẹp. Lớn lắm luôn á. Mới sáng mà nắng nhiều quá cả nhà ơi. Con làm gì đâu? Ra ngoài chơi đi. Ra ngoài chơi đi, hai đứa ra ngoài chơi đi. Để tụi mình sẽ khai thác ra ngoài xa xa chút nha. Để coi ở ngoài sóng có nhiều không. Sóng lớn lắm. Đang đi ra là khá là xa luôn đó. Ôi. 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 Sóng kìa, sóng kìa. Ôi đã quá. Sóng kìa, sóng kìa. Ôi sóng rồi. Ôi, ôi, ôi. Đi ba, đi ba, sóng dập. Sóng rất là cao luôn á. Ôi. 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 Sóng xô té té luôn các bạn ơi. Đảo quá, đảo quá. Đã thiệt. Cái này mình có râu rồ mình sẽ đi ra mà dám đi ngoài giờ mình cầm cái này nó không có chống nước các bạn ơi, không nên không có dám ra sau xa. Ủa. Ủa, sóng ơi. Ôi. Sóng lớn dữ ta. Vô 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 chạy 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 chạy. Chạy. Sóng lớn quá. Sóng lớn quá. Mới kêu mình bơi mà nó sóng. Giờ sóng lớn lắm luôn á. Sóng rất là lớn. Ôi ôi sóng kìa. Ôi ôi kìa. Đây coi hai ông con làm gì trên đây đây. Đâu chạy ra ngoài chơi đi con.
đợi đấu súng, đấu súng nha. Đấu súng, đấu súng nha. Cái vỏ không à? Bỏ dưới đây đi chứ là sao mẹ? Ê! Bà qua có kêu là gì? Không ta kiếm kia kêu nó kêu kêu mày kêu mua mà thích. Mẹ nó nhỏ xíu nè. Nhỏ? Không bự. Anh thấy vỏ không à? Không có, có nhỏ xíu nè, đây nè, con này con sống nè. Nào. Này con sống này đó luôn. Sao nhỏ chứ hả? Ừ nhỏ. Vừa bự vừa bự cái con gì nó trắng rồi. Không. Nó bơi mà. Nó xíu luôn à. Đây nè, cái thờ này. Sống á. Nãy to mà. Xíu á. Chứ con to nó không có được anh đây là được rồi. Cát đã ghê. Má kiếm còn sống khó lắm. Con sống một cỡ này khó. Rút dọn lên ngay. Cứ ngắt luôn rồi. Cái gì á? Đâu? Ăn hiếm luôn. Con này bự nè. Con cái bự con này. Nhỏ, nhân này nhỏ, con này bự nè, con này bự nè. Rồi con này đẹp nè. Đẹp ha, con này đẹp. Ừ. Cái vỏ nó đỏ đỏ nè. Giật lỏng đi, giật lỏng đi. Bây giờ nắng lên này tập trung đông quá trời nè các bạn ơi. Bây giờ rất là nhiều luôn. Đằng kia là đông nhất, nó chạy dài luôn. Rất là đông. Lúc nãy ra tắm thì cũng ít, giờ rất là đông. Nãy vô tắm nước ngọt hết 30k. Trẻ em thì 20, còn người lớn thì 30k. Thank you.
nãy sóng to lắm, giờ như bớt rồi. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi qua bên cái bánh khọt 14 đó đó. Mình sẽ đi ăn bánh khọt. Nhưng mà giờ phải bắt lại mình kiếm chỗ đổ xe cái nè. Rồi đi thôi. Có đèn đỏ nè, qua đường nè. Bánh khọt 14. Đây là bác Tài nói là ở đây rất là ngon luôn á. Là bánh khọt này. Hấp dẫn chưa? Ở đây là khác với ở miền Tây mình ha. Ờ, hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn. Bên đây còn nữa nè, bên đây mực, bên đây tôm, là bên đây mực. Bên đây mực. Quá, bên đây mực. Bánh khọt mực. Cái này bao nhiêu một cái cô? Bánh 50 ngàn à. Rồi con cảm ơn cô. Dạ dạ. Con vô ngồi bàn ngồi cái đó. Dạ dạ. Rồi rất là đông luôn. Ồ, lên trên luôn hả? Lên trên đi, đang ngồi để chờ ông Tài á. À. Đây rất, quán này rất là đông. Lên lầu luôn. Này cũng đông này, quán đông thiệt, bít chỗ rồi. Cái quán này không thua gì cái quán hồi sáng mình ăn gì bánh canh sáng, cái bánh canh gì anh ba quên rồi. Long Hương. Long Hương. Để sẽ chờ bánh nha. Quán này hơi ồn nên mọi người thông cảm nha. Đông quá. Đây có rau. Này đu đủ quá. Thử đi. Hả? Đưa đỏ rượu chua. Cái này bỏ nước chấm nè. Trà. Này nước mắm. Hồi nãy cái này em tưởng nước trà. Anh hỏi nó nước trà xịt trà đá sao nó không bỏ không bỏ đá. Tí em tới Trung Quốc luôn rồi á. Chắc nước mắm này cũng lạc à. Làm chấm. Rồi anh ba làm nước chấm nha mày, bỏ ớt vô. Bỏ cái đó điều nữa. Ai bỏ dữ rồi, lấy hết thôi. Rồi được rồi. Dữa đi, cay rồi, lo gì đâu đâu. Cay là ăn hai dĩa đó. Đây đúng không? Lấy hết thôi chị. Rồi. Cái đó gì ạ? Tỏi. Hết thôi. Rồi dữ hả? Không. Được rồi. Wow, tới rồi nè. Bánh khọt mực. Quá hấp dẫn. Gửi luôn anh ơi. Cái mực đi.
Ờ, mấy cái ông cơ chạy đất à? Con nữa mà. Này người dĩa đi. Người dĩa, người dĩa đó. Rồi. Rồi xin mời các bạn nha. Bánh khọt. Này, gấp tay trái là gấp không được rồi. Mình sẽ review cho bạn miếng nha. Phải có rau nữa. Rau hết rồi phải lo. Đây. Ăn đi, ăn trước đi. Sao vậy? Thôi ăn trước luôn ạ. Thôi. Em mượn anh ba gói mà em, anh ba không chịu gói cho em á. Bánh giòn. Ngon à. Được chị. Em ăn cái này trước đi. Ngón vỏ thôi à. Cảm nhận của người xem. Quay dạng, quay dạng à. Ngon. Hay quá, hay quá, hay quá. Phải ngon luôn á. Cảm gì em? Đó. Hả? Rồi, cảm ơn chị ba. Đây. Để cho người xế gì đi. Đâu? Anh đâu nè? Dạ đâu? Để gì ăn đi, anh ăn đi. Đó. Nó ngon luôn. 50.000 một dĩa này ngon hơn là cái gì? Đồ uống mắm luôn. Rồi, có bún hủy bánh canh ấy. Ngon hơn bánh con bánh canh. Một tô bánh canh nhá. Nói chung là cái gì hôm nay cũng ngon hết, tốn tiền cũng ngon rồi. Cái bột ngon quá. Bột ngon ghê. Tao bảo tao xuống tao bảo với bà ấy đó. Đó ông nào mà lên trên mình bà nấu cho mình để mình học. Học mình mở quán ở Bình Dương mình. Nghĩ lái xe luôn hả? Có vợ bán. Bên đây có, bên đây là dĩa tôm nè. Quá ngon luôn. Rồi rồi. Phải nói là cái món bánh khọt ở đây là quá ngon. Ăn sạch chén luôn. Ăn sạch dẻ luôn. Hết nước chấm luôn nè, còn ớt không? Bây giờ mình sẽ đi đâu nữa? Đi chợ hả? Chợ Sắm Chài. Quá ngon cô ơi. Dạ. Có dịp tụi con ra đây con ghé nữa. Ở đâu? Thôi, ở Bến Tre cô. Bây giờ vô tới chợ này các bạn. Rim bao nhiêu? 100 rưỡi hả? Lấy hũ này mấy ký? Hũ này là 1 ký. Đi hả? Lấy nửa ký thôi. Lấy được ký đi à. Lấy nửa ký. Rất là đông luôn. Đi với chen chen. Vui ơi. Biển.
Ơi rồi. Rất là đông. Tôm hùm, tôm hùm á. Ơi, tôm hùm. Tôm hùm, này tôm hùm. Này chắc chịu mấy ký á. Ghế lên đi chú nè. Gãy đâu là chị mua luôn á nha. Gãy đâu. Đã, cái này nhiêu ký anh? 900. Nó bóng đứt tay, nó bóng đứt tay. Ủa bẩu hả? 900 ký hả? Hay là mua? Thôi, bỏ quanh thôi. Cái đây, còn còn nhiều lắm. Đi xuống dưới chị ơi. Trên này nó bán nhiều quá. Hồng mực này, con bự bự không à? Bên kia rẻ này. Đúng rồi, chợ rất là đông. Kín người luôn. Mua gì ạ? Ăn thử thôi ngon thì mua, đâu ép chị đâu. Tôm em ơi, 250 con nào không được chị cứ bắt đại một con này, con nào không được rồi cứ bắt đại con em được, cái chị ăn được thì mua chứ không phải ép chị mua. Đó rồi đứng chờ đây 5 phút ăn được thì mua, có gì đâu. Em nói thiệt đâu, chị đừng có nói vậy nha. Ăn rất là ngon, không giỏ mà ngon. Có lẽ nó tại vì chị chưa có ăn, ai cũng như chị vậy đó. Nhưng mà ăn rồi nè, rồi chị mới biết. Thì tên nó nước thịt nhiều mà nó lại ngọt nữa. Nó ngọt mà thịt nhiều, mà chắc nó khỏi sợ lòng. Có lẽ nó tiện cho. Ở Văn Thiết người ta gọi vậy này là nghệ dĩa. Đó, nó lâu lắm. Tại chị muốn bắt thì bắt, nhưng mà đang lục cho chị coi. Lục chị ăn thử chứ cái gì. Còn không được là chị đi, cũng không có nói gì. Không có nói gì, anh cho đây anh dễ mà. Anh cho cái gì chứ. Không phải mà, chị gái không phải có cái gì. 200 cái gì, 200 chơi. Còn đây là 300. Con này cũng khiếp luôn nè. Rồi bây giờ mấy anh chị em mới về tới nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ có dĩa gà luộc kìa. Dĩa nồi lẩu nữa, chuẩn bị đem ra. Hả? Lẩu lẩu gì bà? Chứ không phải luộc hả? Em tưởng gà luộc. Đây anh Phong có lon kem đã vậy. Bộ này lạnh chưa? Lạnh rồi. Giờ rót à. Giờ rót à. Thử uống miếng chén vô nè. Cho anh ta thấy nha. Ồ, quay hiện đại vậy. Rồi uống miếng đi, em uống được miếng này. Thôi. Hồi để uống luôn chứ giờ uống lỡ cỡ. Wow. Được. Lạnh dữ luôn không? Lạnh chắc đều mấy bữa rồi. Hai bữa rồi. Ồ vậy là ngon rồi. À, đúng bài luôn. Đẹp quá. Ăn. Cái tiệm này quá xe luôn còn mở. Ồ này ốc móng tay. Cái gì chuẩn bị là ăn cơm tối thôi. Mình đào phải mà cứ trái trái xong. Lẩu tới, lẩu tới. Ui. Bật nha, bật luôn nha. Ngon, ngon, ngon. Bật qua đây hả? Bật qua. Rồi, của sao? Này gì vậy, biết không? Dây này hỏi nộ mất, con gì? Cái này là gì quá? Dây này hỏi nộ nè. Này cua. Này ta ăn hoài à. Dạ.
Nói cua bà cũng tin nữa. Đang không phải tin mà đang nghi ngờ. Nghi ngờ hả? Dạ. Em nói là cua đó. Hát cuộc hành trình đi Vũng Tàu mà bắt được mấy con cua. Ơ mấy con ghẹ chứ. Ghê thiệt. Để biết đường. Cho vô đi để hết rồi. Rồi vô luôn. Trời ơi nhảy chị. Quay cái này to này không quay. Nè, cảm ơn. Tôm vô. Vô nó nhảy văng vô con mắt thì thôi rồi. Dạ. Trời. Đâu? Hỏi có ai? Hỏi ca. Rồi nên gán bóc còn cái đĩa nào không? Vô chén hả? Bóc ít một con để đây góc này để cho hai để cho chúng nó ăn. Thôi được rồi, em tới mà. Quay xong chưa? Mà khỏi mặc áo à. Con này để. Mặc áo vô đàng hoàng. Đừng làm nhỏ thôi. Wow. Sao mà lạnh dữ vậy? Nói gì quên rồi. Như gọi mới gọi đã anh trời. Tăng nhiệt độ lên đi anh. Nó vẫn còn hết ga rồi. Rồi mình bắt lên bếp. Được cho anh. Cho nó sôi. Được anh. Sao cứ lấy cái nắp ra đi. Ừ, cái nắp này đâu nè, để người khác. Kia kìa. Nha. Bự. Cái này nó quá. Nhưng mà quanh nghe rồi em đi để em bấm lên bếp em thôi ụp một cái bỏ xuống nó chín cái chai kia thử chưa. Ừ. Thôi làm trước đi. Hiền rồi không được rồi. Thấy công nhận con gà này chắc thịt thiệt. Đâu rồi ấy chứ chọn muốn này nè. Quá ngon. Thịt nhiều thịt. Ừ. Nó không uống bia vô uống được. Thôi chưa, thôi dở ra cái miếng rau. Dễ chứ. Đâu mẹ gỡ ghẹ cho nè đâu. Đâu. Coi ăn mấy cái này ăn con nào. Ăn vô lấy chưa. Để nào uống muối. Đi ăn về là ngon hơn nhà hàng nữa. Ha. Nhớ để tô bánh canh. Tô bánh canh ngon chứ. Ngon. Em đồ mà. Đâu có mấy người ăn không hết. Không hết. Nhớ lại cái kỳ gì à? Bên phải. Wow. Rau vô, rau vô. Lúc người ta nuôi nhiều người ta bắt kiểu gì trời. Có cái bình. Nó quậy vô, nó xịt xuống, nó búng con hàm ra. Phải công nhận là gà ngon thiệt. Ngon. Ngọt ghê quá. Cái dĩa nè. Dĩa nó chắc thịt là nó hợp. Cái dĩa là khoảng bên kia. Thôi. Nồi lẩu tới tiền luôn á. Nồi lẩu đó là chán bài, món bài chắc chín rồi hả bạn? Của ai cho anh đây? Dạ, chắc chín rồi hả? Mày như này đó, em mua đâu mà. Rồi đây đây hả? Gà mới đi Mỹ về cho không? Mỹ thỏ là gà con coi. Không thấy. Để giống cũ luôn nữa hả? Không thấy. Làm như con ghẹ mùa này là mùa. À, em thiếu cái đồ kẹp rồi. Kẹp cái gì? Đồ đũa đó. Đó. Cho cái chén mà không cho đồ đũa. Nãy giờ ăn khô mà nãy giờ ăn bóc không à. Thì đó, giờ nó mới ăn tới ăn lẩu nè, mới cần nghe chứ. Rồi xin mời các bạn nha. Cầm tới này là gấp thua rồi. Cầm tới đá là gấp không được. Ăn được rồi mừng rồi. Các mẹ cái này gì biết không? Thằng Niêm nè. Bỏ vô nồi luôn đi các bạn luôn. Niêm không? Thằng Niêm mà gặp. Thằng Niêm. Hàng chi nãy giờ nó ngọt quá trời luôn. Hàng dễ đúng không? Nó ngon chứ giờ có đặt nhiều thịt nó dở. Cái đống rác hả? Chúng đống biết sao không? Lẩu quá trời ăn không nổi luôn à. Đống của mày không á. Mình anh Phong như đây hả? Ừ. Có đâu. Quá trớn luôn, dung quá. Còn vỏ không à? Còn nhanh mấy bạn. Đang ăn là đang hết đâu mà. Kẹo ăn với ăn. Ăn mắt bốn mắt. Có không vậy? Kẹo mất không kẹo. Giờ chẳng hạn như giờ mình có hai người ngồi ăn mà bằng hai người ngồi nhìn miệng làm sao? Rồi bây giờ dừng lại từ đây hẹn lại các bạn vào cái video tiếp theo nha. Rồi xin chào gặp lại. Từ từ ông ơi, này bắt giới. Còn anh là xe tăng, ăn từ từ nó mới ngon. Kêu quốc hồi đi, trời xin. Ngon lắm. Nhớ này ăn xong ông lại rùa mất tiêu.